Chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị ấy một lúc nhé. Em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu cho các khán giả đang xem livestream được biết là chị tên là gì và tại sao hôm nay chị lại đến với DK được không ạ? Mình tên là Quỳnh Anh và hôm nay mình đến đây để muốn dùng dịch vụ laser chân mày ạ. Dạ vâng ạ. Chị Quỳnh Anh thì đã trở thành khách hàng may mắn nhất của DK với 112 lượt share và tag đủ 5 bạn bè, comment tương tác nhiệt tình nhất trong số like tối ngày 12 tháng 10 tại Facebook chị Cún, và chị đã được tặng một dịch vụ bất kỳ tại DK. Thì hôm nay chị Quỳnh Anh đã lựa chọn trải nghiệm dịch vụ gì ạ? Thì hôm nay em đến để hút chân mày trước ạ. Dạ vâng. Sau đó thì em sẽ sử dụng dịch vụ thêu lông mày. Dạ vâng. Dạ vâng. Chị Quỳnh Anh thì đã lựa chọn là trải nghiệm dịch vụ hair shop lông mày tại DK. Còn trước đó thì chị cũng đã đăng ký để hút đi cái chân mày cũ rồi ạ. Vậy khi biết mình nhận được quà tặng tại DK thì chị có cảm nhận gì không ạ? Em cảm thấy rất là vui và bất ngờ tại vì đã quan tâm đến DK từ lâu rồi ấy. Dạ vâng. Follow fanpage của chị Cún từ lâu rồi và đã có ý định đến làm lông mày thì rất may mắn được nhận món quà như thế ạ. Dạ vâng. Vậy DK chúc chị Quỳnh Anh có một trải nghiệm tốt nhất. Dạ vâng, mọi người hãy đón chờ sản phẩm lông mày cuối cùng của chị Quỳnh Anh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người ạ.